ở video này mình xin giới thiệu tới các bạn top 6 người có tầm ảnh hưởng rất lớn tới cộng đồng Rubik Việt Nam, và các bạn cùng mình theo dõi là những ai nhé. Người đầu tiên trong danh sách này là anh Nghi Phan, anh là một trong số những người chơi Rubik đầu tiên tại Việt Nam, và hiện là ban quản trị của cộng đồng Rubik Việt Nam với hơn 10 huy chương vàng và 8 huy chương bạc ở cả trong nước và quốc tế, mặc dù hiện nay anh ít khi thi đấu. Nhưng anh có kênh YouTube Nghi Phan Channel, với gần 10.000 người theo dõi, với những video hướng dẫn chơi Rubik từ cơ bản tới nâng cao. Người tiếp theo là bạn Trần Kim Ngân, mặc dù đang sống và định cư tại Hoa Kỳ, nhưng với những video review Rubik rất chi tiết, đã giúp ích cho rất nhiều bạn mới chơi Rubik có thể lựa chọn cho mình một con Rubik phù hợp. Kênh YouTube Cube Magic 06 với hơn 23.000 người theo dõi có rất nhiều video review và hướng dẫn chơi Rubik, các bạn có thể ghé xem và theo dõi. Và người kế tiếp là một bạn nữ rất dễ thương, đó là Thủy Tiên. Thủy Tiên là một bạn đang rất nổi lên hiện nay trong cộng đồng Rubik Việt Nam, và nằm trong top 5 người giải Rubik nhanh nhất, và đặc biệt hơn nữa là khả năng chơi Rubik bịt mắt. Kênh YouTube Thủy Tiên Cube với hơn 2.000 người theo dõi. Có rất nhiều video hay và bổ ích về Rubik, các bạn có thể vào xem tham khảo nhé. Và người kế tiếp không ai khác đó là bạn Phạm Đức Phước. Với khả năng đánh bại Ngọc Thịnh tại siêu trí tuệ Việt Nam đã nói lên tất cả, Đức Phước hiện nay là Cube số 1 Việt Nam. Đức Phước luôn đạt thành tích cao nhất ở những giải đấu mà bạn ấy tham dự. Kênh YouTube Đức Phước Speed Cube với hơn 3.000 người theo dõi cũng có rất nhiều video hay để các bạn đón xem. Nguyễn Ngọc Thịnh sẽ là người kế tiếp ở video này. Anh hiện nay là người giữ kỷ lục nhanh nhất Việt Nam với khối Rubik 3x3 trong thời gian 5.68 giây. Với hơn 10 năm chơi Rubik, anh đã đạt được hơn 10 kỷ lục và đặc biệt từng lọt vào top 20 trên thế giới, một thành tích rất đáng nể phải không các bạn? Anh có kênh YouTube Ngọc Thịnh Nguyễn và shop bán Rubik rất chất lượng và uy tín, các bạn có thể yên tâm mà ghé mua nhé. Và cuối cùng là Lão Bá Đạo. Một cái tên mà hầu như ai chơi Rubik cũng đều biết tới, tại sao mình lại xếp Lão Bá vào vị trí cuối cùng này? Mặc dù Lão Bá rất ít khi tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, nhưng mình đánh giá rất cao khả năng tư duy và sáng tạo của Lão Bá. Lão Bá là một người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong làng Rubik Việt Nam. Kênh YouTube Lão Bá Studio với hơn 70.000 người theo dõi với rất nhiều video hướng dẫn chơi Rubik và review tư vấn các loại Rubik. Và đặc biệt là shop bán Rubik lớn nhất Việt Nam với đủ các loại từ bình dân tới cao cấp, các bạn có thể ghé mua nhé. Ngoài ra còn những ai mà các bạn biết tới, thì hãy để lại comment ở phần bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video và ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Thân chào.